Quay quay cả U chứ làm sao? Quay cả em đi đi. Đẹp tốt quá. Bây giờ lại đông, hóa ra lại đông nhỉ? Vâng, bây giờ này là họ đi. Họ đến 12 giờ đấy. Người ta ngồi một mình người ta cũng quay kìa. Chứng tỏ mình nặng. Ôi cháu gầy. Hôm kia cân được 55, tuần trước cân được 56. Thì ai lâu lướng nhau, toàn ăn kiểu lông cua. Quả này mà núi được. Xong rồi quay lại xong cắt ảnh ra. Cháu nhìn là biết gì. Có lại nhớ lại cô lấy bà lấy đâu ở đấy. Thôi cứ ngã xuống nước cái làm kỷ niệm đi. Ôi. Hòa thiêng đi. Ôi chết rồi, 39 giây rồi. Đẹp thế, anh nhìn thấy anh đang định xem em mắt em thế nào. Úi dồi ôi. Rồi ôi, gì đấy? Nhảy xuống nhanh, 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 nó chạy mất. Còn nhiều người khách nó nữa. Ở trên kia mình toàn quay phế liệu, về đây quay đúng là quả đẹp thế này cũng cho quay thôi. Chụp nào, chụp, 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 chụp. Ôi giời, rút sâu thế. Nhiều thế.
Đúng rồi, người ta phê bình hoa để ngắm thôi kìa. Thơm. Có phải là mình ngắm đâu, người ta còn ngắm nhiều đấy, hái hết thì cái gì nữa. Ôi, quay ra đi, lấy nhiều quá người ta phản ảnh. Đâu cái lá đi để cuộn quần nó bằng được. Con Tây nó nói. Cháu đi châu Âu rồi mà những nước tư bản người ta nó vâng cưới nữa nhé. Đây quân ta đây. Đi 3 ngày với cái đập này thì trụi thối lụi. Quay người ta quay xung quanh cảnh